đây là những cặp loa lời BMB 210, dòng loa đẹp nhất của loa lời và cũng là hay nhất của dòng loa lời BMB. Rồi. Dòng loa này các bác để nghe và hát karaoke trong gia đình, những căn phòng nhỏ gọn, nó tuyệt vời, bé thôi nhưng nó rất là tuyệt vời, tiếng trong vắt. Thì sáng nay em tranh thủ test hai cặp này một lúc cho bác khách ở thành phố Bắc Giang. Bác đang mở một quán cà phê rất là đẹp và to. Bác vừa với yêu cầu là những cặp loa nó hình thức đẹp như thế này, đẹp hết lớp luôn. Đấy, thì quán cà phê các bác trưng bày những cặp loa này thì nó là đỉnh của chóp rồi, VIP rồi. Nghe nhạc vàng hoặc nghe những nhạc không lời du dương để khách uống cà phê, ngồi thư giãn thì đây cặp loa cực kỳ xứng đáng để các bác sưu tầm và sử dụng để nghe, hát và kinh doanh nhẹ nhàng các bác nhá. Nó có kiểu dáng cực đẹp. Vâng, với những sản phẩm nó đẹp hết lớp và tuyển chọn như này là 3.500.000 một cặp. Đấy các bác nhá. Siêu đẹp, siêu tuyển cho những sản phẩm bên Ngọc Quang Bắc Giang. Thì các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo hai số máy này. Vâng, phải nói là tuyệt vời, tuyệt đẹp của những sản phẩm BMB 210. Dòng loa này các bác có thể phối ghép được tất cả với những dòng loa các bác đang có ở trong gia đình để đưa ra chất âm lời hay quẹn vào những cặp loa các bác đang sử dụng và đang thiếu lời, thiếu check, thì đây cặp loa cực kỳ là tuyệt vời, đa năng, nghe hay, bày đẹp thì đó là đây. Vâng, trân trọng cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi, Ngọc Quang chia sẻ và báo giá rõ ràng các bác nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo hai số máy trên tập biệt này. Các bác xem chưa đăng ký kênh thì mong các bác nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất bên Ngọc Quang Bắc Giang đăng tải. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác. Bác đóng luôn cho em.